tất cả lối đi của siêu thị để có một chỗ trên kệ thật sự là một cuộc chiến. Cuộc cạnh tranh sống còn để giành 1,5 tỷ đô la Mỹ chi mua thực phẩm mỗi ngày. Và tiền tuyến chính là trên những chiếc kệ này. 48.000 sản phẩm là con số ở mỗi siêu thị điển hình. Tất cả đều cạnh tranh để lọt vào mắt xanh của khách hàng. Những cái chai, lọ, hộp này đều đồng thanh: hãy chọn tôi đi. Và buôn bán thì không nên kiệm lời. Martin Lindstrom là một chuyên gia marketing. Vậy bao bì có thể khiến chúng ta mua hàng? Hoàn toàn có thể. Bởi vì nó tạo cảm giác tốt cho bạn, hay bạn cảm thấy thích cái bao bì. Tôi sẽ cho một ví dụ mà chúng tôi đã thí nghiệm ở Pháp. Chế tạo hai chai sốt mayonnaise. Một chai hình dáng trông giống như một chiếc đồng hồ cát, chai kia có hình dáng như một vị Phật. Cùng dung tích, cùng giá cả, cùng một nhãn, không có sự khác biệt gì khác ngoài hình dáng của chai. Nhưng không có một ai chọn chai hình vị Phật. Lý do tại sao à? Khách hàng nói họ có cảm giác chai hình vị Phật béo hơn. Để vào được xe đẩy của bạn, mỗi một món hàng có lý do riêng. Ví dụ như bột giặt chẳng hạn. Làm sao có thể cảm nhận được sự sạch sẽ và thơm tho bằng xúc giác? Ngành công nghiệp bột giặt đang ám ảnh với câu hỏi này. Các hãng bột giặt đã đối mặt với vấn đề này từ rất lâu. Không ai hiểu về bột giặt hơn Brett Casper. Chúng tôi ghé thăm nơi sản xuất bột giặt Brett ở bang Arizona do Brett Casper làm chủ tịch và giám đốc điều hành. Những gì Casper nghĩ về Brett giống như Steve Jobs nghĩ về iPod. Steve Jobs thinks about iPods. Purex Complete 3-in-1 Laundry Sheets. Nếu hãng máy tính Apple nằm trong thị trường bột giặt, họ sẽ làm gì? Tất nhiên Apple sẽ tạo ra những thứ bắt mắt. Chúng tôi cũng làm được điều như vậy. Chiếc iPod thật bắt mắt. Còn bột giặt thì sao? Người Mỹ chi tiền cho bột giặt cũng nhiều như họ mua nhạc trên iTunes, gần 4 tỷ đô một năm. Hơn 10 triệu đô la một ngày để mua bột giặt của Thai, Gen và Purex. Đó là lý do tại sao công ty Henkel có sẵn một nhóm các họa sĩ, kỹ sư và kỹ thuật viên để thiết kế chai, bao bì, bố trí các thông điệp trên nhãn hàng. Với họ, công việc không chỉ là bột giặt. The design of the packaging, the placement of every letter of every word on every label. Don't tell these people it's just laundry detergent. Vào tháng 5 năm 2009, Henkel ra mắt sản phẩm Purex 3-in-1. Purex Complete 3-in-1. It's Purex. Extraordinary. It was a new spin on the Purex. Nhưng sản phẩm chỉ tồn tại trong năm 2009. 2009 was forever ago. Đây là những thùng cát tông mới của chúng tôi. Purex luôn luôn phải giữ sản phẩm của mình mới mẻ, thịnh hành trên kệ. Chúng tôi chọn một biểu tượng cho người tiêu dùng nhận biết. Khách thường đi dạo bên ngoài các quầy hàng. Ở đó họ chọn mua trứng, sữa. Làm thế nào để khách có thể bước vào trong? Nếu như chúng ta trưng bày sản phẩm mới và lạ, khách sẽ dễ chú ý hơn. Bao bì mới của chúng tôi sẽ có màu trắng hơn. Brian Hawk là nhà thiết kế sản phẩm. Mẹo làm cho sản phẩm trông mới mẻ và khác biệt là tạo ra một hình thức mới, hình thức lôi cuốn nhưng vẫn giữ được nhãn hiệu của mình. Cuối cùng, những thứ vứt đi lại được xem như nghệ thuật, từ việc hình thành, tạo ra và thử nghiệm thật chính xác, rất nhiều chi tiết mà chúng ta chưa biết. Sau khi đã điều chỉnh thiết kế, chúng tôi lập mẫu không gian 3 chiều của các thiết kế. Và sau đó, nó sẽ được thử nghiệm với các khách hàng tiềm năng và siêu thị. Đối với người tiêu dùng, liệu sản phẩm có dễ lọt vào xe đẩy hay không? Cất trong nhà có dễ dàng hay không? Có dễ đổ vào máy giặt hay không? Đối với nhà bán lẻ, khi đặt trên kệ hay dọn xuống như thế nào, có vừa tầm cao không? Đây là các mẫu quảng cáo bột giặt thử nghiệm tẩy vết bẩn.
Nếu có thể tìm ra một cách tốt hơn, đơn giản hơn để đạt kết quả cuối cùng, chúng ta có cơ hội để chiếm sự yêu mến và ví tiền của khách hàng. Đối với Henkel và các hãng khác, đây là cuộc chiến để bảo vệ không gian kệ quý báu. Muốn kiếm một chỗ đứng trong siêu thị đối với những nhãn hiệu mới, chúng ta hãy cùng đến với Henry Chen. Henry Chen là một doanh nghiệp đang cố gắng quảng bá loại thức uống có tên gọi Alo Drink. Đó cũng là lý do tại sao ông có mặt tại Las Vegas, trung tâm quảng cáo thực phẩm, nơi các siêu thị đi tìm hàng hóa mới. Lựu, quất, xoài. Xung quanh các đối thủ cạnh tranh với chiêu thức dùng thử hàng mẫu. Các loại thức uống chức năng đang bùng nổ và chúng tôi có sản phẩm làm từ thiên nhiên. Hiện các loại thức uống này bán ở một vài cửa hàng chủ yếu ở California, nhưng mục tiêu của Chen xa hơn. Đó là xuất hiện trên các kệ hàng của Kroger, Walmart hay Safeway. Tất cả các loại nước uống aloe vera. Để chú ý, Chen sẽ cần những tay môi giới và các nhà phân phối. Tất cả đều có huê hồng và một khoản phí gọi là phí vị trí mà siêu thị thu từ các nhà sản xuất lớn cũng như các công ty nhỏ như của Chen cho việc trưng bày các sản phẩm mới. Phí này trung bình khoảng từ vài trăm đô la hoặc nhiều hơn. Nếu như Chen muốn các cửa hàng trưng bày sản phẩm trên các kệ đặc biệt, ông có thể bị tính thêm phí. Ở một số nơi như Safeway, tiền đầu tư có thể lên từ vài trăm đến vài ngàn đô la. Đó là phí trước khi bán được hàng. Nếu như Chen muốn khuyến mãi, thì chi phí này do Chen gánh chịu. Siêu thị sẽ không hỗ trợ. Đó là khoản đầu tư mà chúng tôi phải làm. Nhưng trước hết, Chen phải tìm được chỗ cho sản phẩm, và đó là thử thách lớn nhất. Coca-Cola và Pepsi đã thống trị các quầy thức uống. Nếu đi dọc xuống các quầy này, chúng ta sẽ bắt gặp nhiều loại nước có ga, vô số loại, từ soda dành cho ăn kiêng đến các nhãn hiệu khác. Các nhãn hàng nhỏ như chúng tôi rất khó gây chú ý. Coca-Cola và Pepsi bán hàng tỷ đô la mỗi ngày. Họ không cần thuyết phục ai để có được vị trí tốt, nhưng Chen vẫn lạc quan. Chen có lý do của mình. Hiện Alo Drink đã mở rộng vào hệ thống Whole Foods, nằm ở vị trí cuối kệ, nhưng đó là sự khởi đầu. Alo Drink cũng được Midwest và Jewel Osco để mắt tới. Đây là sản phẩm Alo với mật ong. Nếu bạn kinh doanh thức uống, đâu là trở ngại đầu tiên? Tiếp theo là câu chuyện chàng David và gã khổng lồ Goliath. Làm sao để tồn tại trong một ngành siêu thị bị thống trị bởi những gã khổng lồ? Khi chúng tôi mua cửa hàng này, tôi nhận ra mình quá ngu ngốc khi dấn thân vào. Có lẽ là do sự thiếu hiểu biết.